Đây là bản chai xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Bản rất đẹp. Đây có các cái nhà sàn mới. Thì trong đó là em có thấy cái nhà sàn này là nhà sàn ấn tượng nhất, nhà 3 tầng này. Đấy. Nhà sàn 3 tầng ạ. Ừ, cái đó. Đây em đang quay, mời mọi người cùng ngắm này. Đây là đường vào bản Lách. Đây là đường đi xuống xã Pù Nhi này. Từ đây xuống còn khoảng hơn 30 cây. Đi qua xã Quang Chiểu, qua một ít địa phận của Tén Tằn, sau đó là xuống xã Pù Nhi. Đấy. Còn đi thẳng lên đường đây là ra trung tâm xã Mường Chanh và đi xuống huyện cũng được. Đi sang Lào, kể cả đường đi Lách đây cũng đi Lào được. Em quay cái nhà 3 tầng cho mọi người cùng ngắm này. Bà con đang phơi sắn nạo này, với cái bông chít này, bông lau, một số nơi gọi bông lau, bông chít đây. Nhà 3 tầng, bông lau, bông chít. Nay có nhiều xe ô tô đẹp, đây là các cơ quan ban ngành ở huyện lên, các ngành đến dự cái mô hình tổng kết của chị em phụ nữ, tổng kết năm 2019 của phụ nữ và tổng kết cái mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại bản Chai, xã Mường Chanh. Nhiều nhà sàn. Rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Em quay sơ sơ thế rồi. Mong mọi người tiếp tục đăng ký, chia sẻ và ủng hộ kênh Tuân Vùng Cao nhé. Em có động lực em tiếp tục quay các clip cho mọi người cùng xem.